sở. Qua tăng vấn thứ hai, chúng ta khảo sát các hình thái học và phát hiện được tất cả các dị tật của thai nhi. Tại vì thời điểm này là cái thời điểm mà nó đã hình thành hết tất cả các cơ quan gần như là hoàn chỉnh. Cái tăng vấn thứ ba chúng ta đánh giá sự phát triển của thai, phát triển được tình trạng thai kém phát triển trong tử cung và ở đường trong đường thai nhi, để xem đây ví dụ như đứa bé nó nhỏ quá, chúng ta sẽ tư vấn cho các người sản phụ đã dinh dưỡng như thế nào để có thể là nuôi em bé lớn một chút. Tại vì ở những cái thai kém phát triển thì gần cuối thai kỳ rất dễ mất thai. Rồi bây giờ về mặt cắt đầu thai nhi hôm trước cũng đã nói rồi, thì chúng ta có ba đường cắt. Các anh chị nhìn ở trên đây, ba đường cắt này sẽ qua các thành phần của não thai nhi. Thì thứ nhất, cái đường thứ nhất ở đây là cái đường là mặt cắt của não thân bên. Các anh chị thấy không, đây là cái này là cái gì các anh chị? Đường đột. Và bên kế bên đường thì thấy cũng phần trong căn nè, đây là cái não thân bé. Và khi chúng ta đo cái não thân, chúng ta sẽ đo chỗ này. Rồi cái mặt cắt thứ hai là mặt cắt đồi thể, chúng ta thấy là cái đồi thể hai bên, chúng ta thấy được cái gì đây, cái này là cái vách trong suốt, nó là cái hộp, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy cái hình dưỡng thấy không? Và cái mặt cắt thứ ba là mặt cắt đi qua tiểu não, các bạn nhìn tiểu não nằm đây. Thì cái mặt cắt này là để chúng ta thấy cái tiểu não này, các bạn thấy nó như cái hình số 8. Và cái mặt cắt này chúng ta sẽ đo cái kích thước của tiểu não, chúng ta sẽ đo hố sao, chúng ta sẽ đo nếp gáy. Như vậy là mỗi mặt cắt chúng ta sẽ có một cái đường đo khác nhau để đánh giá là cái gì. Không thể các mặt cắt này đo được mặt cắt khác được hết. Ví dụ như cái mặt cắt nhau đồi thị thì chúng ta sẽ đo là đường kính đường đỉnh này nha, thì cái đường đỉnh từ đây tới đây, bờ ngoài của xương sọ đến bờ trong xương sọ, ngoài trong và thẳng góc cái đường giữa, đường giữa là đường này, các anh chị thấy không? Hoặc chúng ta sẽ đo chu vi vòng đầu, nếu trong trường hợp cái đầu đó đường kính đường đỉnh nó quá nhỏ, và có những trường hợp cái đầu nó nhỏ nhưng mà nó dài gọi là tonicocephaly, nhưng mà em bé không có chuyện bình thường, cho nên nếu chúng ta đo đường kính đường đỉnh nhỏ quá chúng ta nên đo chu vi để tính xem nó phát triển được ở bao nhiêu phần trăm mắt phân vị, để chúng ta biết được cái thai này nó có cái mắt phát triển hay không. Mà nếu như chúng ta đo chu vi thì chúng ta thấy là đây là đo bên bờ ngoài của hai đầu, chúng ta bấm vào máy nó sẽ có một cái, nó sẽ bung ra cái hình đó để chúng ta đo. Như vậy chúng ta đã thấy chúng ta không có tất cả là đường kính đường đỉnh, chu vi vào đầu là một, cái này chúng ta đo là não thất là hai, đúng không? Não thất bên. Cái này chúng ta đo là kích thước của tiểu não, đo hố sau, đo nếp gáy. Như vậy là ba cái điểm mình đo năm cái điểm mình, năm kích thước nha. Đây, các chị nhìn cái này nhắc lại hôm trước, cái này là cái bình thường. Đây là đường giữa, mặt chuẩn của cái mặt cắt qua đầu tiên, đường giữa. Ở đây là cái hộp chết trong suốt, thấy không? Ở đây là cái tiểu não, thấy không? Và các chị thấy ở đây là từ mặt cắt này, ở đây là cái tiểu não, và ở giữa cái tiểu não này có gọi là vì nhậm là bình thường. Và chúng ta sẽ đo mặt cắt từ cái chỗ này qua đến cái bờ đây, các chị nhìn đây khoảng trong này, thì đây là cái gọi là cái hố sau. Hố sau tại vì ở tiểu não nằm ở phía sau, còn ở đây là phía trước. Và cái phía bên ngoài này thì chúng ta sẽ đo nếp gáy. Nếp gáy là bề dày của nếp gáy, cái độ mờ da gai, hai cái khác nhau nha. Độ mờ da gai là những cái đó khoảng trống ở những cái thai kỳ ở từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày. Còn ở đây năm tuần từ cái đo cái hình thái học của em bé, chúng ta sẽ đo trong 3 tháng giữa thai kỳ từ 20 cho đến 25 tuần, chúng ta đo bề dày của nếp gáy nha. Bề dày. Các chị nhìn những cái hình nha, tại một lát tại đây là những cái hình này là những hình nó vẽ mô tả, và đây là những cái hình thật để chúng ta mai mốt nhìn cho xem chúng ta sẽ thấy được cái kích thước nó như thế này. Nãy tôi nói các chị nè.
Thì đầu tiên chúng ta thấy hồi nãy chúng nói
nhìn nè, hai cái mình nó nhìn trước mặt mắt vậy đó. Đáng biết đây các bạn là cái đầu tròn do như thế này nha. Còn đây ở đây các bạn thấy cái chỗ này là không có cái xương trán, không có hoàn toàn không thấy được cái đầu, thì chúng ta sẽ thấy là không có dòm sọ và không thấy của cái nhu mô não, các bạn không mắt thì các bạn không thấy luôn, và hình ảnh là không hết. Thường thường cái thai vô sọ nó sẽ đi kèm theo cái cột sống giả đôi, tức là nó có cái spina bifida và có cái tao ở kèm theo, thì cái này là một cái dị tật sớm nhất chúng ta phát hiện. Và trong những trường hợp này thì sao, chúng ta sẽ chấm dứt thai kỳ, tại vì em bé không có vô sọ thì cũng một phần não nó cũng không có. Rồi bây giờ cái này các chị nhìn đây là một cái hình ảnh khác, chẩn đoán rất là sớm. Và vào tuần lễ thứ 11 cho đến thứ 13 không lo được tình trạng lương đỉnh đó, là tại tập xương đầu đó nha, khóc hai mắt rồi có một phần của xương trán thôi chứ không hoàn toàn, các chị nhìn đây này, không thấy được cái xương của sọ. Thường thường kèm theo dị tật sức nôi ở cột sống và có bị màng não bị, thì các chị nhìn đây không thấy gì hết, nước ối rất nhiều nha. Rồi cái dị tật thứ hai là bắt bị não màng não, thì hồi nãy đó trong cái hình mà chúng ta đo chỗ cái hình mà cắt ngang ở trên não, chúng ta đo cái nếp gai, thì ở đây chúng ta sẽ đo cái nếp gai đó thẳng đó, chúng ta sẽ thấy nè, cái hình ở đây chúng ta thấy nè, ở phía sau chúng ta sẽ thấy có một cái khối, thấy không, nó cũng là một cái khiếm khuyết hộp sọ, chỗ này nó có xương sọ và nó cho nên cái mô não nó bị lòi ra ở phần hành là màng não, cái đầu khi nó lòi ra thì phần này sẽ nhỏ, và cái đầu này nó nhỏ hay lớn tùy thuộc vào cái khối thoát vị nó nhiều hay là để nó thoát ra ngoài hết, là thành ra nó sẽ là nhỏ. Và thường thường cái gặp ở thùy chậm ở chỗ mà cái vùng mà chữ não đó, đây là cái hình ảnh của thoát vị não màng não, đây là não phần này ra và đây màng não này. Trên xương ăn chúng ta thấy nè, chu vi vòng đầu là những cái nếp nhỏ hơn bình thường, tại vì nói là não thoát ra, mà não có thể kèm theo rồi không chúng ta không thấy có mô não trồi vào đây cái khối này nè, và có thể gặp một cái não thủy não thủy một những trường hợp não thủy, và như vậy là tại vì nó khắp cái hộp sọ cho nên nó không có kết với nhau, rồi bây giờ cái hệ thống cũng là những cái hệ thống là trẻ đau đốt sống, thường thường ta hay gọi là bifida spina, thì cái này là có hai dạng giãn kín và giãn hở, thì nếu như mà giãn kín á thì nhiều khi nó ít, nó không thoát ra ngoài, nhưng mà thường chúng ta thấy là nó là những cái giãn hở, cho nên có một cái khối thoát ở lưng, có một cái ở lưng nó khói mà nó không có ra vào được cái gì như thế đây. Cái gì này cột sống, thấy không? Cái này là nó nằm ở phía cột sống này, thấy không? Ở dưới tầng xương cùng cột. Ở đây các chị nhìn kỹ này, đây các chị các thấy có một cái khối rồi lên, thấy không? Và chụp hình khi bé sinh ra thì có khối, có thể là nó khối ở lưng này, có thể là ở dưới đây, nở phía trên hoặc là phía dưới. Và cái khối này các chị biết là khi mà nó mọc ra như vậy thì nó bị vì nó không có da bao bọc cho nên nó rất dễ chảy máu và nó cứ thoát cái dịch đó thì nó ra ngoài, thì cái này phát hiện được trong thời gian có thai khi mà chúng ta siêu âm cho để ý cuộc sống đó, còn nếu không mà nó sanh ra còn phải đi qua bên chỗ nhi cũng nhi để người ta kiểm tra xem có thể ta khâu lại ở đây hay không, chứ nếu không thì cái dịch đó thì chảy ra và nó cứ và nó chảy máu thì nó không có da bao bọc cho nên nó cũng giảm là nó sẽ chảy máu và cũng nguy cơ nhiều. Các chị nhìn nữa, các chị nhìn trên thấy chị để ý thấy chỗ này các em bé này nói sao cái nào để ý cái gì đâu, thấy em bé có gì ngoài cái đó nè, còn gì bất thường nữa không, chân khèo, thấy không, chân khèo nó gọi là lóc phút, hai cái chân nó không thẳng nằm mà nó đi vô trong nè, từ đó sẽ đi kèm sang như cái gì đó, nó phải
thì quả trước nghĩa là gì? Là cái tiểu não nó bị dẹp và uống công ra phía trước có hình quả chuối. Còn cái chị nhìn thấy đây cái hình đây cái tiểu não này, nó cong ở đây là phía sau nha, ở đây là phía trước, nó cong về phía trước vậy thì người ta thấy cái đầu nó không được bình thường lắm. Bây giờ chúng ta học não á, cái đầu là có não trước và não sau. Não sau hồi nãy chúng ta đã có phần là hố sau, hố sau còn là nó nằm kế bên cái phần tiểu não, còn cái não trước là nó nằm ở bên cái sừng trán này, là nó cái đầu á, mình nhìn đi, nó là phía trước hay sau. Bây giờ các bệnh của não trước, chúng ta học não trước thì bất thường của não trước có thể là bất thường của não các bên, não cấp 3, não cấp 4 và hai cái nấc cầu não này không có phân chia, nó thành một cái não cấp duy nhất làm cho cái não cấp thứ ba và hai não cấp bên nó dính liền với nhau. Thì bây giờ người ta gọi cái nó là gọi là cái bệnh lý là holoprosencephaly. Cái này nó có bất thường nhiều, cơ giới bất thường nhiều lắm. Bất thường nó kèm theo là biến dạng của mặt 50% có bất thường về nhiễm sắc thể, bất thường ở ngoài sọ và các chị nhìn đây, các chị nhìn thấy cái não của ta bình thường nè, nó phải phân chia ra hai cái rõ ràng nha, và cái này là não trước ra, và khi mà nó bất thường, nó bất thường nhiều dạng, hai cái vùng trước này nó không phân chia thành là một cái dạng giống như thế nào, là ra nó không có biết được là cái bên nào sừng trái của cả hết, và bên đây có thể là nó là một cái khối duy nhất, thấy không? Hoặc giả là nó phân chia mà nó phân chia không có hết một phần nó lại được dính với nhau. Thì như vậy thì các chị nhìn đây nè, đây là não trước, các chị nhìn thấy không, một cái khối echo trống nằm ở phần não trước rất là bự, chúng ta không thấy được hết. Ở đây cũng vậy, nhưng mà nếu giả sử như cái này nó là nó gọi là ANOVA, cái này nó hoàn toàn nó không phân chia gì hết. Cái này là lô, các chị nhìn ha, lô ba cũng nhìn phân chia một phần, và đây các chị nhìn đây là hình ảnh của não trước, đây các chị phân chia một phần nhưng mà không hoàn toàn nha. Rồi các chị nhìn nè, chị ta không có nhìn, đây là cái mặt em bé nha, đây là cái trán nha, cắt ngang qua thì chỉ có một mắt hoặc chỉ có một cái hốc mắt thôi, có một lỗ mũi hoặc là cái mũi nó có cái vòi uống ra, có thể có sức môi hoặc cái gì tầng khác ở mặt, có thể là các chị nhìn thấy đây, cái này nó kèm theo cái này nó kèm theo một cái nữa là có đây một cái mũi đúng không, một con mắt và một cái lỗ mũi nó nhúng lòi ra. À, không thấy đúng mũi, không thấy đúng loài này. Đây là cái hình ảnh của cái holoprosencephaly và hai con tai nằm trước cái này. Bất thường ở mặt rất nhiều, cái này nó kèm theo một cái gì rối loạn nhiễm sắc thể nữa, nhiễm sắc thể từ ba. Rồi cái hình cái em bé đó là khi mình có thấy cái gì rồi, người ta phải cắt cái tay thì người ta không để thì người ta có cái gì tật quá nhiều gì đó rất nhiều. Bây giờ chúng ta học cái phần não cấp. Hồi nãy nè, thấy không? Chúng ta thấy là đây là cái chỗ này là cái chỗ mà ngã ba tạo thành cái này, đúng không? Não thấp bên chúng ta đo nè, khoảng cách này. Thì cái não thấp bên bình thường nó là dưới 10 mm, dưới 10 mm hôm trước đã nói rồi nha. Thì nếu 10 dưới 10 mm hoặc là bằng 10 mm là ok. 30% nếu mà giảm não thấp thì nó từ 10 cho đến 12 là bắt đầu có giảm nhẹ, và 30% từ cái mức siêu âm mà nếu mà theo dõi cái khối này nó tăng lên, tức là thay gì đó nó dừng lại cái này hoặc nó biến mất đi thì nó lên 15, 16 hoặc là 20 đó, thì coi chừng nó có một cái giảm não thấp kèm theo cái chứng viêm não mốt. Đây là cái não thấp, chỗ này đây là đo đường não thấp đây, các chị nhìn thấy đường giữa ha, hai cái đầu thì hai bên, các chị nhìn
là nhỏ hơn 10 mm, giảm não thấp nhẹ thì là 10 cho đến 12 mm, và nếu nó nhiều hơn là thì nó gọi là não ung thủy, nó lớn hơn 13 mm, tức là não ung thủy. Não ung thủy hydrocephalus. Các chị nhìn cái này, hai cái này khác nhau à? Đây là cái một cái não ung thủy, các chị nhìn không? Tất cả nó biến thành thành gọi là một cái dịch hết. Thế giờ bây giờ não thủy là sự tụ dịch của não thủy ở phần sọ. Nguyên nhân do sinh sản cái dịch não thủy quá nhiều và nó không có khả năng hấp thu, hoặc là nó có tắc nghẽn ở một cái chỗ nào đó. Người ta thấy là giảm não thấp thì cái này thì các anh chị nhìn thì các anh chị nó hai loại là trong não thấp thì là nó không thông thương, và còn ngoài não thấp thì nó thông thương, thì cái này những cái hơi đi sau các anh chị chưa cần thiết biết nhiều. Đây cái này các anh chị nhìn một em bé đầu hồi xưa tôi còn nhỏ, là tôi học cái gì trung học tiểu học tôi lên nhà ông thầy, cái tôi thấy một đứa bé là tôi hết hồn chạy luôn, là tại vì tự nhiên mình thấy con mắt cái đầu nó không mặt đầu cái phần hắt mình không thấy và nó không có ngồi được, thành ra đây là một cái bất thường rất là sợ, rất là sợ mà không biết là mình biết gì. Cái gì em phải ráng vô ra nha, vô ra ngay nó to. Đây là một cái gì là bẩm sinh thường gặp gây não ung thủy là cái dị tật của CRI và hội chứng Daniel Walker. Hội chứng Daniel Walker là bệnh lý của hốc sau. À, hai cái này khác nhau. Các chị nhớ nha. Holoprosencephaly là bệnh lý của não trước, cho nó không phân chia cái não trước ra. Còn bệnh lý là Daniel Walker là bệnh lý của hốc sau. Hai cái khác nhau. Hốc sau. Giờ siêu âm nè, người ta thấy là dịch não tủy bao quanh não bất mạch mạc, thành trong của não thấp hơn nó bị di chuyển. Các số đo của não thấp phải lớn hơn 13 mm. Ối thì dịch ối thì bình thường, nhìn cái đầu rất là to nha các anh chị. Cái não đột quỵ á, nó là hydrocephalus. Các chị thấy là chị đã chuẩn bị cái gì vậy? Còn ở đây là đầu nước là khoát mát não, nó là hydrocephalus. Hai chữ của cái này nó khác nhau, tại vì cái nguyên nhân nó khác nhau, cái cơ chế nó khác nhau và cái hướng tiêu lượng nó khác nhau. Cho nên các chị đừng, mình nói tiếng Việt này, mình nói tiếng Việt là đầu nước não thì tưởng đâu là một, thực sự là hai nha. Là một cái thể nặng đường nước là có thể nhỏ vĩ, nhưng mà toàn bộ não này bị thoái hóa. Còn bên nào bên hồi nãy mình nói là não vĩ là não tất không bị thoái hóa, chỉ là cái dịch não vĩ là hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Và cho nên vì nó bị thoái hóa cho nên nó không còn thấy mô não nữa và chỉ cần thấy là dịch. Đó, hai cái chúng ta cần phân biệt được. Nó cũng đau to như vậy nhưng mà một cái là trước còn dịch là do cái nó tắc nghẽn ở chỗ nào đó trong cái đường đi, còn cái này là nó bị thoái hóa não. Hai cái khác nhau. Bây giờ chúng ta học cái từ bệnh lý Daniel Walker, hồi chúng ta đi Walker là bệnh lý của hốc sau nha. Bất thường dạ nan ở hốc sau, có do bất sản, tiểu bất sản, hoặc là tiểu sản bất sản là không có, hoặc là nó chỉ có một phần tiểu sản tùy nhậm của tiểu.
các chị nhìn nó sẽ thay đổi nhiều hết nha. Các chị nhìn đây, hố sau nãy các chị thấy cái này nó như xuống cao thắt chỗ này nha, và chỗ này ở giữa này nó là cái thùy nhậu. Nãy nói các chị bây giờ nó mất đi thùy nhậu ha. Ở đây các chị nhìn đây, hố sau bị giãn đầu, hố sau cũng bị giãn đầu, và trong này cái hai chỗ nào cũng không thấy thùy nhậu đây. Và ở đây là cái hố sau rất là lớn. Nhưng mà để chẩn đoán thùy nhậu thì nó rất là khó, chứ nên không thể chẩn đoán được trước 18 tuần. Vì lúc đó thùy nhậu này nó chưa có hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta sau, cho nên nếu nói lý do tại sao người ta làm chúng ta phải sau 20 tuần cho đến 25 tuần là vậy đó. Nó dễ nhìn hơn là chúng ta nó hoàn chỉnh rồi. Còn lúc 18 tuần, 92, trước 20 tuần nó chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mình thấy nó bất thường thì mình cũng không thể nói được là nó là bất thường. Đây, dị tật Agnosia Renae thì cái này là các chị nhìn là cấu trúc phần sau của não thất thoát vị qua chỗ lớn, thì các chị nhìn thấy đây bất thường này thường kèm theo mở cuộc sống siêu âm thấy xương cá bị lòi ra được một cái trước nha. Đó là dấu hiệu của tai nạn sai, các chị nhìn thấy nó giống cái chân rồi, cái núm cái chân nha. Ở đây là phía trước, ở đây là phía sau, xương chậm bị dẹp và cong, xương chậm nằm chỗ này ở phía sau này, não giả não thất nhẹ, cái này có giả não thất này, các chị thấy không, một bên thường ở sườn sau giảm nhiều hơn sườn trước, ở sườn trước chúng ta không thấy, thấy như sao không? Rồi bây giờ còn học thêm một cái bất thường nữa ở gọi là thể chai. Thể chai là gì? Thể chai là phần ở bên đây là một cái phần này nó nối liền với hai não thất, đây là cái não thất bên, ở thất bên ở phần giữa này là thể chai. Chúng ta nhìn được chữ nó hai não thất lại ở cái hình này, chúng ta cắt dọc nha, cắt dọc giữa thì ta thấy nào, đây là thể chai là phần này, ở trên này là não còn não, bên này cũng não thất bên, ở đây là tiểu não, cái đây là các chị là thấy là cái này là cái ống sống nó xuống nè, cái não thất bốn, não thất ba nằm đây. Bây giờ nhìn cái hình cấu trúc này các chị nhìn thấy nè, cái hình thứ nhất này là cái hộp sọ bình thường, chúng ta thấy nè não thất bên đúng không, chúng ta thấy cái chai nằm bên này nằm đây nè, có cái trong suốt nằm ở dưới cái này, thấy không? Khi mà bất thường thì thể chai chúng ta là không có thì chúng ta thấy nó mất đi hai phần này, thì cái bất trong suốt nó cũng mất luôn, nó không có, nó không có trong suốt nha. Não thất bên nó từ từ nó bị dị tật, nó não thất bên đó, thì nó sẽ được nối qua thể chai, như vậy nó là trời nó hoàn toàn hai cái nó không có bị dính nhau được. Bây giờ các chị nhìn đây, cái dấu hiệu của để chẩn đoán không mà bất sản thể chai là thứ nhất trên đầu không có cái trong suốt, chúng ta đã nhìn cho bên trên luôn. Thứ hai là cái não thất bên đó nó có hình dạng nước đây, tức là nó một đầu nó lớn và cái đầu này nó nhỏ, nó gọi là đi có nha. Và ở trên này nếu người ta cắt dọc giữa thì ta sẽ không thấy được cái chai nằm đây. Nhớ là không có ở trong suốt. Một cái bức thường khác đám rối mạch vàng, đám rối mạch vàng chỗ nào, thấy chỗ nào, ở chỗ nào, nó cái gì nè, nằm ở đâu, não thất bên, kế bên não thất bên đúng không? Và như vậy thì đám rối mạch vàng mấy cái, hai cái hai bên, thường thường là nó có một cái khoảng dày tức là màu sáng, bên cạnh đó là cái não thất là nó màu đen như vậy, và không có nang, không có nang nha. Đây các chị nhìn, nếu chúng ta cắt cái hình giữa chúng ta thấy ra đám rối mạch vàng là đây nè, não thất là bên đây, thấy chưa, não thất bên là bên đây, đây là cái đám rối mạch vàng, đây là đám rối mạch vàng. Thì bình thường đám rối mạch vàng không có nang, hoặc là nang này chúng ta coi nó nhỏ hơn 20 mm. Khi bất thường thì chúng ta thấy là nó có thể có một
một bên, ở đây các chị nhìn thấy chỉ có một bên phía nam thôi, còn bên đây hoàn toàn không thấy. Và cái kích thước mà có một cái một hoặc là nhiều nang khoảng 5 cm, có kích thước lớn 2 mm nằm trong các túi nha. Và thường thường chúng ta thấy đây giữa tuần thứ 16 đến tuần thứ 24 thì nếu thấy nó cũng chưa có gì bất thường là tại vì nó nhỏ 2 mm và nó sẽ tự biến mất sau tuần thứ 24. Nếu nang thì nó lớn hơn 10 mm và tồn tại sau tuần thứ 24 thì có thể kèm theo một bất thường về những vật thể là trisomy 18. Cho nên chúng ta phải khảo sát nó tại vì nó có thể nó có bất thường. Cái nào phải đo kích thước, cho nên các chị nên nhớ cái này nếu nó nhỏ hơn 2 mm thì không sao cả. Đây nang cá mú bạch tạng, các chị nhìn thấy cắt ngang từ giữa thấy không, não cái bên là đây, não cái bên là đây, và đây là cái này là cái cá mú bạch tạng. Cá mú bạch tạng của nó có hai cái nang này, này hai bên đó. Rồi đó là cái đầu là xong, những cái bệnh lý từ cái đầu. Bây giờ tới cái mặt, cái mặt là cái rất quan trọng tại vì khi người ta tiếp xúc với mình thì mình nhìn cái mặt mình trước. Thành ra cái cái mặt nó người ta phát hiện ra những cái bất thường thì cái bất thường này thứ nhất chúng ta thấy nè, sức môi dễ nhầm đầu là cái đầu tiên chúng ta phải phát hiện ra là rất vì tầng này rất dễ thấy. Sức âm thấy là mất liên tục của vùng môi trên ở mặt, ở mặt cắt trắng chúng ta thấy hồi nãy tôi nói cái trò đo cái lúc mà cái nếu mà ba bốn đê mà giờ nhìn nhầm mình mà hồi điểm ta có cái mặt kia hay mặt cắt trắng rồi đôi khi nó có trẻ vừa bị hầu, nó có sức môi và trẻ cũng nhầm hầu, và thường thường những cái bất thường về những cái đường tiêu hóa nó gây nên tình trạng đau ấy. Vì cái trường hợp này là gì, thai nhi nó mất phản xạ nước. Các chị nhìn hình này các chị thấy không, đây là cái mặt đó, đây là chụp cắt ngang nha. Các chị nhìn thấy đây là cái càm, ở đây là môi dưới, ở đây là cái miệng, thấy không, cái miệng, và đây là môi trên. Thì cái môi trên này chúng ta thấy là nó có cái đường trẻ ra nè, đây là sức môi trên, sức một bên là và cái lỗ mũi nó nằm ở trên này nha, lỗ mũi nó nằm trên vùng này. Đây là hai cái mắt, đây là sống mũi. Đây nếu mà nhìn hình bốn d thì thấy em bé đang sống môi theo đường kẻ này, cái này thấy không, cái này nó sức môi sâu thì nó có hồi nãy cái gì nhìn nó có trẻ nhầm hồn luôn. Rồi bây giờ là hồi nãy tới cái mặt đó. Ngoài sức môi ta phải đo được xương mũi. Tại xương mũi bình thường là nó sẽ có một cái tấm băng sáng xương mặt, nó nằm ở chỗ cái xương mũi này, cái chỗ cái vùng mũi này. Mặt cắt này là các anh chị nhìn thấy cái mặt cắt này là mặt cắt chụp giữa, tức là cắt liền mặt nghiêng em bé nha. Thì như vậy chúng ta thấy cái hình này nó hoàn toàn là không thấy xương mũi, không có xương mũi hoặc thiểu sản xương mũi, tức là xương mũi nó bị ngắn, bị ngắn. Thì là dấu hiệu quan trọng tầm soát nhiễm sắc thể, nhất là nhiễm sắc thể 21. Cho nên tôi mới nói với chị hôm trước tôi có một cô bệnh nhân này rất đáng lo là nó không có cái xương mũi. Nhưng mà thử nó có test tình thường, thử cái NIPT cũng là bình thường. Cô mà những người nhà vẫn sợ ở đi do chọc ối thì kết quả chọc ối chưa có kết quả. Thì bây giờ còn cái nữa là gì, thường thường cái trisomy 21 thường kèm theo cái đấy bất thường của tim, cho nên tôi phải gọi vào phải cho đi làm siêu âm tim của chuyên khoa của những bác sĩ tim. Thì nó có một cái thông liên thất, thông liên thất thì nó là một trong những một dấu chứng trong tứ chứng hoa môn. Thông liên thất thì bất thường, không nên nghĩ thì không sao, nhưng mà thông liên thất thì bất thường. Thành ra nhưng mà cái bất thường này thấy nó hơi và là nếu cái thông liên thất nó có dày dạch thất, dày trong dạch thất bên tay phải hoặc là nó hẹp như thế thì coi chừng, hoặc là nó có cái động mạch ở người thì coi chừng nó sẽ có cái tiêu chí nào ảnh hưởng gì. Bên này nó chỉ có một cái duy nhất là thông liên thất thôi, mà nó cái kích thước là 2 mm. Thì bây giờ đang đợi
giữ em bé hay đi làm em phải bỏ em bé rất là khó. Chúng ta nên kinh doanh, chúng ta không thấy cái điểm quá tốt của sư muội ở tuần lễ thứ 11, 14 đã phát hiện rồi. Thì cái cô này phát hiện là từ 16 tuần khi cô đi làm ra thì đã có thể được sư muội. Chiều dài sư muội thai là một cái thai và thai là cái dân tộc của từng từng nó phải lớn hơn 4.5mm ở tuần lễ thứ 15 cho đến tuần lễ thứ 20. Nó phải như vậy, nếu nó nhỏ hơn thì được gọi là tiểu sản. Còn người không thấy thì là bậc sản của mũi. Thì các chị nhìn thì các bạn nghiên cứu người ta. Ở trong này có nghiên cứu như vậy đào thảm 223 thai nhi. Thì người ta thấy là nó bất thường. Nó chỉ có là 1 trên 223, tức là rất là nhà ít, thấy không? Và như vậy là như vậy đấy. Người ta khảo sát thấy rằng là cái tối thiểu của nó phải 4.5-6 trở lên là bình thường, nhưng mà nếu nhỏ 3.5 thì coi như là người ta không nghĩ nó là bất gọi là thiếu sản phụ và nghiên cứu nó chúng ta thấy chưa. Và bây giờ các chị nhìn thấy đây, sau đó người ta mới đưa ra được một cái bảng tỷ lệ là bình thường là 14-16 cho đến 20 tuần. Các chị nhìn thấy không, nó phải là 5 mấy cho tới 7 mấy siêu mũi, nó không được về dưới 3. 14 tuần nó đã đạt mà 14 tuần nó đạt 4.1 thì dưới, nếu như khoảng từ 15 cho đến 20 tuần mà nó dưới 3.5mm là siêu mũi ngắn, nếu nó trên thì là bình thường. Đây các chị nhìn đây, cái đo dĩ nhiên các anh chị sẽ cắt cái đường kính dọc giữa xuống ha. Rồi bây giờ các chị nhìn đây nè, đây là cái trán, đây là cái đỉnh mũi nha, ở đây là cái mũi, là cái xương mũi nằm đây, còn phần cái phần sáng này nó là ở ngoài, nó là da chứ không phải là xương mũi nha. Xương mũi này nó nằm ở đây là cái xương trán, ở đây là xương mũi. Và các chị nhìn đây, trường hợp này là không thấy một cái phản âm sáng nào hết, nó gọi là không xương mũi, thấy không? Trong những trường hợp đó, không có xương mũi, khi mà em bé nó không có xương mũi, bệnh nhân mang cái thường chú ý thấy một cái này, tại vì không có xương mũi là đi thì không đau càng nhiều. Chú Minh lần tài liệu ra cho coi, không có xương mũi có phải là 100% là một chứng đau không? Tại vì mình thấy rõ ràng tại sao thử 2-3 thứ đều không có nghi ngờ những chứng đau là không có xương mũi. Thì trong đó người ta có nói cái tài liệu đó rằng là có thể có 1-2% hoặc mấy phần trăm đó những đứa không xương mũi đã. Thì bây giờ mình mới có nói là bây giờ không biết được là trong cái bất thường cái không có xương mũi này nó có phải trong đứa bé mình phải là ở trong 1% cái là ngoại lệ hay không. Cho nên cái xương mũi nó rất quan trọng các anh chị. Đây, một cái nang thanh dịch dùng cổ hồi nãy cái dùng cổ hồi nãy đó, mình thấy hồi nãy nó có một cái gọi là thoát vị não màng não ở dùng cổ. Các chị nhìn nha, ở phía sau dùng nhậm nó có một cái nang ha. Đó, thoát ra bây giờ nó có một cái nang. Cho nên người ta phải đo cái bề dày da gãy, bề đế gãy bề dày đó. Ở đây là cái nang này nó nằm ở phía sau nè. Thì đây là một hình tượng dịch cổ dùng gái ở và hai bên cổ do bất thường cái hệ sinh dịch và thường thường kèm theo những cái rối loạn nhiễm sắc thể. Và thường nhiễm sắc thể này là nhiễm sắc thể 45x là nhiễm sắc thể của bệnh lý gì á? Thường là
Rồi, bên cái đầu là xong, cổ là xong. Bây giờ cái lồng ngực nó có gì? Có tim, có phổi, đúng không? Có tim, có phổi. Thì gì chúng ta sẽ coi, chúng ta sẽ coi có cái câu hành là để ngăn cách giữa hai giữa cái lồng ngực và cái bụng nữa. Hiện tại chúng ta coi nè, bất thường của hệ xương gây sẹp lồng ngực đưa đến hậu quả là chức năng hô hấp. Nó có thể là một nhỏ nha. Kích thước của lồng ngực bằng chúng ta đã đo cho chu vi lồng ngực theo tính là thứ hai thì người ta có cái bản án chấn thương được tính này, tính người ta đã có nghe nói rồi các bạn, còn người ta sẽ tính giống như là đường xương mũi một tuần 16 tuần là bao nhiêu, 20 tuần bao nhiêu, ví dụ chẳng hạn, thì người ta sẽ tính ra cái thước đó. Hoặc giả là người ta sẽ đo cái thước ngang ngực trên cái thước ngang bụng, nếu như thay không rõ thì ta thấy mức độ tương đương với nhau, cái ngực nó không được nhỏ hơn, không? Và các anh chị nhìn đây, đây là cái phổi, cái này là đương nhiên là cái cột sống này nha, thấy không? Cái cột sống ở đây là ở đầu nè, cổ nè, ở đây là cái chân nè. Các anh chị nhìn đây, đây cái vùng này là cái này là cái phổi, thấy không? Và bên quanh phổi nó có gì? Có một lớp epo trắng rất là rõ nha. Thì đây là một cái tràn dịch màng phổi. Rồi. Ngoài cái phổi đó thì nó có cái tim. Thì chúng ta sẽ coi tim nè. Bệnh tim bẩm sinh có thể gặp injury 21 hội chứng đau. Nó gồm có cái khiếm khuyết trong tim ở cái thứ chứng pha đô này nó cái gì là đó nha. Hoặc là TV 18 hội chứng đấy qua đó, nó có kiếm được cơ bắp tim thất đó, đây là bắp tim thất thể có kiếm khuyết là có không, tức là bất thường. Hoặc là ở hội chứng tuyệt nơi 45x nè, có hẹp động mạch chủ, và phần lớn các trường hợp này nó gây đến sự thai thì nó bất thường cái này mà ta dị tật cái nó không phải bị tật. Hoặc là chúng ta lấy tim là chỗ ở trong lồng ngực hoặc là ở ngực bụng có loạn nhịp tim, việc là nhịp tim nhanh hoặc là nhịp tim chậm hoặc là rối nhị. Thì bây giờ các chị hôm ngoài cái bệnh tim, ngoài cái vấn đề bất thường của tim, chúng ta phải tính đến tần số của tim. Tim bình thường nhịp tim là đối với em bé, đối với thai nhi là 120 đến 160 lần một phút, đó là cái trung bình. Cho nên bệnh nhân có nhiều người bác sĩ không hiểu à, em không biết tim con có vấn đề gì hay không, hỏi sao được? Lần trước tôi thấy cho tôi như một con em mà 140, sao lần này tới 160, cách nhau nhiều như vậy? Cái đó là bình thường, là tại vì sao là tim nó nhịp nhảy như em thấy là cứ 148 này 148 thì 148 là dừng lại chắc là chết, cái tim không đập. Còn nếu nó đập thì nó phải là cái gì? Cho nên cái tim thai nó sẽ thay đổi từ 100 đến 160 lần một phút, đôi khi nó thể tăng lên 160 lần một phút trong nhiều trường hợp. Nó hơi bất thường. Tim em bé càng nhỏ thì nhịp tim nó càng nhanh. Rồi. Bất thường ở ngực xong thì trong cái ngực đó cần có coi khảo sát về cơ hoành cơ hoành có bị thông hay không, có lỗ. Nếu nó bị thoát vị cơ hoành thì coi chừng có những cái cơ quan ở bụng sẽ trồi lên tim, trồi lên lồng ngực thì nó sẽ chèn ép tim và chèn ép phổi, nó sẽ bất thường nhẹ mẹ, cho nên phải coi tất cả những cái bệnh lý đó có từng bài đó. Thành ra ở đây chúng ta vì học về tổng quát cho nên chúng ta chỉ nói một chút thôi, tức là tim khi các chị cắt thì lại có bốn vùng tim, như là hai tâm nhĩ, hai tâm thất. Hai tâm nhĩ là ở phía trên nó có cái cầu thông, đó gọi là lỗ vô tâm. Lỗ vô tâm đó cho nên khi mà em bé mà còn trong bụng mẹ thì máu nó có đen có đỏ, tại vì nó thông cái lỗ vô tâm. Khi sanh ra trong thai tự động, tự nhiên cái lỗ vô tâm nó sẽ đóng lại. Còn bất tim thất là thai nhi phải tính. Nếu như nó có một cái bất thường khiếm khuyết bệnh tim thất, có nghĩa là bệnh lý, và bệnh lý cái tim này nó
liên quan đến cái nhiễm sắc thể. Và để như thế này, có thể là trisomy 21. Trisomy 21 thì nó có cái hội chứng tướng chứng pha lô bất thường của cái bất tiên pháp đơn giản không á, thì nó sẽ là hội chứng echo. Thành ra cho nên tất cả các những bất thường về tim là có vấn đề, bất thường về cái động mạch chủ thì nó là một bất thường về cái tim đơn, thấy không? Rồi bây giờ các bạn hết trơn về cái tim được rồi, bây giờ chúng ta đi xuống dưới bụng. Bụng thì gồm có gì? Bụng có hai bất thường đáng kể, là thứ nhất là thoát vị rốn, và thứ hai nữa là hở. Hai cái nào cũng trên bụng thoát ra ngoài á, nhưng mà hai cái bệnh lý nó hoàn toàn khác nhau. Thì các anh chị nhìn đây nha, nhìn đây là một cái hình, này là cái hình sau khi em bé sinh ra rồi. Đây là cái ngực của nó, đây là cái bụng, và cái này là dây đốm, thấy không? Dây đốm và kéo lên đây là một cái khối ở phía dưới này là rốt nằm trong đó. Thành ra cho nên đây là cái thoát vị rốn. Thì thoát vị rốn đây là cái khối thoát vị được bao bọc bởi một cái màng mà nó nằm bên ngoài này, bao gồm khúc mạc. Đây là các chị thấy em đi đốm khúc mạc thành và con màng ối, đúng không? Và bên thường thường cái thoát vị rốn này nó đi kèm với lại bất thường về nhiễm sắc thể. Siêu âm thì cái thứ thoát vị qua chân rốn, tức là từ cái lỗ rốn đi ra thành một cái túi ở giữa bụng, và cái thứ thoát vị này được bao bọc bởi một lớp màng chứa bên trong là dịch hoặc dịch tá hoặc là ruột nha. Các chị nhìn đây em bé cắt dọc, đây là cái đầu, đây là cái lưng. Cái chị đáng ý nha, cái chụp cái gì nó phải xuyên xuống thẳng luôn, tự nhiên nó có khối rồi ra. Các chị nhìn thấy không? Rồi bây giờ người ta phóng đại lớn lên, cắt ra, người ta thấy là cái thành bụng cắt nhập ra, đây là cái bụng nha, đây có một khối rồi nè, thấy không? Nhưng mà cái khối này các anh chị nhìn, tại vì hồi nãy nói rồi, thoát vị thành bụng, nó cũng có một khối rồi ra vậy nè, cũng ruột cũng gan, tất cả mọi thứ nó trong bụng nó đi ra, nhưng mà nó khác là gì? Cái túi này nó được bao bọc bởi một cái màng, cho nên các anh chị thấy là nó lan. Nó nằm trong một cái bao, thấy không? Rồi cái gì nhìn đây, hở thành bụng này nó không phải thoát dễ rốt, mà cái bụng này nè nó có một cái bất thường. Hở thành bụng là cái gì nhìn này, là cái bức cạnh rốt liên quan đến các lớp của thành bụng, các nội tạng thoát ra một cái lỗ hở đó, thường thường là ruột non. Tùy theo cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ mà nó luồn thì nó ra nhiều hết. Và chỗ hở thường thường nằm ở bên phải vậy đó, ở bên phải nha, chứ nó không nằm bên trái, bên phải. Và hiếm khi kèm theo đó là nhiễm sắc thể. Thoát vị rốn là có kèm theo nhiễm sắc thể, rối loạn nhiễm sắc thể, nhưng mà hở thành bụng thì không kèm theo nhiễm sắc thể. Bệnh lý khác nhau, tiên lượng khác nhau, theo các chị nhìn theo. Bây giờ xem thấy những cái quay ruột non mỗi tự do trong khoang ối, và nhiều khi chúng ta thấy cái quay lưu động qua ruột này, các chị nhìn đây cách nhau một nha, có một khối nằm phía dưới thành bụng. Nhưng mà nếu các chị để ý một chút xíu thì các chị thấy là cái khối này nó không phải là nó láng như hồi nãy, mà nó là nó giống như là răng cưa nè, thấy không? Tại vì sao? Tại vì nó không có cái lớp màng nào nó bao bọc hết, mà ruột sẽ nằm tự do trong cái nước ối. Và như vậy thì khi mà mình thấy cái rốt đó, mình không bị mình cắt ngang, mình thấy thì thờ con chúng tôi nói là khi cái này cắt ngang bụng, cắt ngang chỗ mà cái chân rốt để xem coi nó có bị mất gì rốt hay không. Và người ta thấy cái hình này nè, người ta nói rằng đây như là cái hình xương lơ, tức là bông cải nè, bên đây đòi chút, bên đây đòi chút. Đây là những cái quai ruột nằm trong nước ối mà không có lớp gì bao phủ nó cả. Rồi chúng ta mình lắp những cái sao coi sẽ có những hình chúng ta nhìn, và chúng ta sẽ coi nó bất thường như thế nào để tiếp tục việc. Bây
bụng thì thoát vị rốt và ở thành bụng, còn nữa là chúng ta học về hệ tiết niệu thận ha. Thận thì có thể là thận đa năng hoặc là bất sản thận, thì ta thấy nè những bất thường về hệ tiết niệu ta thấy nè, có thể là bất thường về thận, có chỉ có một thận thôi mà lạc chỗ, nó không nằm ở vị trí của chậu nữa, hoặc là chúng ta thấy nè hai thận nhưng mà nó lại nối đi nhau, nó tạo thành một cái hình gọi là cái hình móng ngựa ha. Chị Trần Bảo Sinh đây có thể thấy là hai cái vị thần, hai cái gọi là hai cái miệng đạo, và những trường hợp là những gì bệnh thận mà chúng ta thường gặp là nó có ứng thì còn nó nhiều hơn nhiều điểm. Thận hình móng ngựa nè, thận hình móng ngựa. Bây giờ các thầy các nhìn cho chị nhìn coi, đây là bình thường hai thận nó vậy này. Tự nhiên giờ nó hai cái thận nó nối lại với nhau như thế này thì nó là tạo thành móng ngựa. Và đây các chị nhìn thấy trên cái hình X quang để chụp CT, chúng ta sẽ thấy đây cái thận này không tiếp tới là bất sản thận, tức là không có thận đúng không? Không, hoặc là các chị thấy một sản một thận thôi, một bên thì các chị thấy một thận và chúng ta tìm cái thận còn lại có nó có đi đặt chỗ hay không, và có thấy kích thước của thận này nó to ra không, là tại vì thường thường nó có hai thận nó hoạt động bình thường thì nó bình thường, nhưng mà nếu mà nó chỉ một thận thì cái hoạt động nhiều quá thận nó sẽ to ra, kích thước sẽ to ra. Và siêu âm chúng ta chỉ thấy cái thận một bên và hốt thận bên kia thì trống. Bây giờ muốn biết là cái thận này nó là hai thận hay là một thận thì chúng ta phải tìm cái động mạch chủ để xem coi, chúng ta phổ màu, chúng ta xem coi nó có hai cái nhánh động mạch thận nó đi ra không. Nếu chúng ta thấy nó có hai cái nhánh động mạch đi ra thì như vậy là nó có hai cái thận, còn nếu mà chỉ thấy có một cái động mạch để ra thì nó là một thận nha. Hoặc giả là chúng ta sẽ nhìn để chúng ta thấy là thường thường nếu như là một thận thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là bằng qua một cái tiểu này cái thận nó cũng làm việc được nha. Còn nếu như nó bất sản mà hai thận không có luôn thì chúng ta sẽ thấy là không có bằng qua, không có nước tiểu, và thường thường không có thận thì không thể sinh tồn được, là tại vì là nó không có bài tiết được và là tử vong khoảng từ 2 đến 2 tuần. Và siêu âm không thấy thận bằng qua, không có nước tiểu, thường thường hồi nãy rồi bất thường về đường tiêu hóa vì em bé không nuốt được cho nên gây đau, bất thường về thận về đường hệ tiết niệu là tiểu bối, cho nên những trường hợp tiểu bối sớm thì anh chị phải nhìn xem coi có bất thường gì thận hay không nha. Tiểu bối hoặc vô bối, một lát nữa chúng ta sẽ có những cái hình chúng ta coi đây, các chị nhìn coi. Bây giờ ứng nước bể thận thì nó bình thường, nó không có giãn đài về thận bể thận gì hết, và chúng ta có thể gặp những cái giãn bể thận này nè, thì các chị nhìn thấy này, thận này là ứng nước, mức độ ở dưới này nè, cái thận này nè có thể nhỏ hơn 5 mm là bình thường, nó tự nhiên cho đến mất, nhưng mà nó nhiều hơn 5 mm thì nó gọi là giãn bể thận. Và thường thường chúng ta sẽ theo dõi cái sự phát triển của nó theo nhiều lần sau thì mới thấy rằng là cái này nó có thể là sinh lý hay là nó là bệnh lý. Bây giờ các bất thường ở chi ở trong chi thì là sinh dài thì có thể là chi mất đi một phần hoặc là mất chi toàn bộ, không có bàn tay hoặc là không có đoạn ngắn cổ tay, xương đùi thì cong cũng có thể gặp cái gì bình thường, nhưng những trường hợp cong này nhiều nè từ từ kèm theo cái bệnh lý là bất sản về xương, bất thường về bàn tay hoặc bàn chân như ngón chứ ngón dính ngón là một cái hiện vật, những nhà bàn tay là cái gặp gốc và các chị nhìn đây, đây là một cái bàn tay hay đi thẳng luôn nha, nói rồi tay đi thẳng không ha, trong cái sản khoa khi mà các chị khám ở cái thâm đạo thấy mấy ngón tay, thấy mấy ngón trong như là ngón tay chân,
thì phải xác định cho rõ đây là bàn tay hay là gì. Tại sao nó quan trọng lắm, là tại vì nếu là bàn tay mà lấy ra cái gì đáng kéo ra là không ăn, là như vậy là người ta bắt buộc phải bỏ, chứ không là mình chết. Nếu mình có cố gắng thành tựu được, còn nếu mình xác định nó ra bàn chân thì mình không mong cái kéo được. Cho nên phải xác định mà muốn biết tay hay chân thì bàn tay, mấy ngón sờ lên xuống trước thẳng mặt miệng là bàn tay, bàn chân sờ mấy ngón đi lên gặp nhau có cái ngón là xác định được bàn chân. Cái khi mà mình bỏ con như vậy nè, bất thường ngon măng ngon nha gì đó mình không biết, mà các bạn thấy vừa mở ra và cứ mấy ngón đi lên thì phải xác định, mặc dù mình mổ nha, tức là mình mổ là mình có một cái dịch thở đi ra, mình phải xác định đây là bàn tay hay mặt chân. Và nếu mình thấy bàn tay nhét vô thì bàn chân thì sao, bàn chân giống như thế nào, cứ gặp góc này, cho nên mình rất dễ lắm, mình chỉ chọc hai ngón tay mình đưa xuống đó là mình kéo nó ra, tại vì nó cái chỗ nó khóa. Còn bàn tay là mình cứ phải gặp một cái gót kéo cái chân ra thì mới kéo cái bé ra. Còn nếu mà kéo tay ra là mặc dù mình ngọt, em bé cũng kéo được, tại vì cái đường kính nó lớn quá và nó đi ngang. Còn mình khi mà mình muốn kéo thì sao, hai cái dọc thì mình mới đi ra cái đầu mà lập cái bị cung nó mới ra. Thành ra các chị nhớ rõ ràng phải xác định bàn tay là mặt chân. Bất thường thì xương đùi là cong quá, bình thường cái gì thấy em xương đùi là phải thẳng, cái này là nó quá cong. Rồi bây giờ chúng ta học sơ qua về các cấu trúc bên nhau. Cấu trúc bên nhau này á thì những cái này nó không quan trọng cho chúng ta, tại vì này nó chỉ nhắc ra thôi. Thì cái nhau á, các anh chị quan sát được trên xương, thấy không? Thì bình thường cái cấu trúc nó gồm có ba phần là lớp này, lớp màng ấu này, lớp này lớp đáy, là đây là phần bánh nhau này. Và nhớ là phần bánh nhau luôn nó có cái hình răng cưa ra bị cưa với nhau. Bây giờ quan trọng là vị trí bám của bánh nhau, bám mặt trước, bám mặt sau, bám ở thân đáy thân hay bám ở đoạn dưới bích qua đầu cuối cùng. Cái đó là quan trọng. Và làm sao biết được mặt trước? Mặt trước khi chúng ta đặt cái đầu dò lên, chúng ta thấy liền bánh nhau, thấy không? Sau đó chúng ta mới thấy miếng ổi khỏe khỏe. Còn mặt sau, chúng ta nhìn thấy không? Khi chúng ta đặt cái đầu dò lên, chúng ta thấy liền miếng ổi bánh nhau bám mặt sau rồi, thấy miếng ổi khỏe khỏe rồi mình thấy bánh nhau. Thấy chưa? Mặt trước mặt sau quan trọng. Quan trọng. Quan trọng là trong trường hợp mổ lấy thai, hoặc là mình cần làm thủ thuật như tôi nói là thai đang chồng ối, thì khi mà nếu chúng ta không xác định được mặt trước hay mặt sau, chúng ta có những chúng ta mổ. Nếu bắt mặt trước thì chúng ta chọc cái phần tử cung, đúng không? Thì nó là mặt trước thì nó đúng liền với nhau, nó chỉ qua nhau là chảy máu, không thể được để bánh nhau cái buồn, nó gọi là hồ máu để nuôi em bé. Cho nên khi mà thấy gì thì mình cứ né, tức là phải lên xuống chút hoặc là mình lật như thế nào đó để mình đường đi qua bánh nhau, mình chỉ thấy tử cung rồi vô liền luôn rồi, thì như vậy thì sao không phải ảnh hưởng em bé. Mặt trước hay mặt sau nó quan trọng trong trường hợp mổ lấy thai. Còn cái vị trí bám ở đoạn dưới hay là tử cung hay là đáy quan cũng quan trọng, là xem con có phải gần nhau tiền đạo hay không. Có những trường hợp nhau tiền đạo trung tâm không thể sanh được mà nhau bám mặt trước nữa thì anh chị phải dừng. Tại vì sao? Tại vì khi mình rạch đó thì mình sẽ rạch cho bánh nhau là một. Thứ hai là cái nhau tiền đạo nó bám ở đoạn dưới, mà cái đoạn dưới tử cung á, khi mà sang cắt cái bé ra rồi thì nó chỉ có hai cái cơ thôi, còn trên thân tử cung có ba cái cơ, có rất nhiều tiếp nữa, thành ra khi nó gò tử cung nó còn nó siết, nó ít
chưa thông gia buông cái kim ra thì cái mi mắt chỉ ơi không thấy mặt cả. Đúng lấy ra lúc mà cái bác sĩ nó mổ á, mà không thấy mặt cả thì thôi cũng phải báo đi, cũng không báo thì bên đây ta đi mổ cho cùng mổ khâu trên thì không thấy chảy máu nhưng mà chạy ra phía dưới dở khăn lên một dũng máu mất máu lại cho cái đầu dưới không có, không có những cái mặt máu bám vào đó không cầm được để đâu có biết, cứ nghĩ là bình thường. Thành ra cho nên khi mời những trường hợp mà bác sĩ sản khoa mà mổ lấy ra là ơn coi là cái xe ăn trước kia nó làm cái hoạt xanh để mình bị thường nẻ. Cái thứ hai có nhân thì đỡ hay không để mình bị thường gặp chứ nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Rồi bây giờ mình làm chúng ta không bị được mặt trước mặt sau thôi ha. Rồi bây giờ các chị nhìn thấy cái mũi tên này là cứ nói với chị ta muốn chú ý cái gì. Mình thấy bánh nhân nó bị đậm như thế này thì mình thấy có một cái phản ứng khác
thì chúng ta phải cho bác sĩ đưa tiền để chúng ta xác định nó là có bất thường gì hay không. Thì nếu như nó rằng có bất thường, không bất thường này coi chừng nó là cái da bông non, mà bao quanh bông non mà nếu không có xác định được rõ thì càng ngày nó càng lớn, thì đưa đến từ tình trạng tử vong em bé. Tại vì cái vùng bánh nhau này là cái vùng để nuôi em bé, thì nó cắt ra thì cái vùng bánh nhau này nó bắp và thành tử vong không được nhiều nữa, thì sẽ xác định là thiếu máu của em bé, thiếu oxy của em bé. Rồi bây giờ cái hình này là chỉ để cho coi biết là cái nha là bám mặt sau, bám mặt sau hay là bám mặt trước, đúng không? Đây là mặt sau mà. Nhưng mà nó là chia cái độ, đặt cái nhìn đây là đây là bình thường, tại vì khoảng cách giữa độ trong của tử cung và bánh nhau rất xa. Còn ở đây thì nhìn cái khoảng cách của bánh nhau với tử cung nó rất là gần, thấy không? Đây là những trường hợp về nha tiền đạo nhé, nha nha bám mặt. Rồi cái này thì cái cấu trúc của bánh nhau thì mình chia độ một của hai hoặc là độ 1, độ 2 hoặc độ 0, độ 1, độ 2, độ 3. Thì cái này nó không quan trọng lắm, trừ trường hợp trước 35 tuần mà bánh nhau thấy có những điểm vô hóa nhiều quá thì nó mới sợ là em bé nuôi không được nuôi tốt. Thì cái này á thì các chị đọc thêm cái để em coi nha. Thường thường anh chia là độ 1 là từ 18 đến 29 tuần, độ 2 đến 30 tuần và độ 3 là phải đến 39 tuần mới là bình thường. Như cái phân độ này nhưng mà các chị sẽ nhìn thấy người ta sẽ độ không nhiều thứ đó, người ta không biết nhỏ độ không thì nhỏ hơn 18 tuần nha, em cô đầu vậy. Độ 1 thì nó có rải rác những điểm tăng âm rồi, nhưng mà cái độ 2 thì tăng âm rõ và có những cái hình, có những cái hình răng tươi như này, và độ 3 thì thấy rõ là những cái múi nhau nha, thấy rất là rõ và nó có những cái từ nó có thể những có điểm vô hóa là có âm sáng như con này nữa. Rồi bất thường về bánh nhau chúng ta thấy là có nhau tiền đạo phần này thì tùy theo mức độ bám nó mà nó qua là cổ tử cung nó là nhau tiền đạo trung tâm hay là bám trung tâm hay là nhau bám ép, thì cái này là nó quan trọng lắm, để nói nhau tiền đạo thì quan trọng lắm. Nhưng mà để xác định nó là nhau tiền đạo trung tâm thì phải từ 34 tuần trở lên thì mới nói được. Chứ mà giai đoạn đầu nó đây là nhau tiền đạo thì không có giá trị, tại vì khi cái thai càng lớn đoạn dưới được thành lập thì cái bánh nhau nó sẽ được kéo lên. Khi nói về nhau tiền đạo thì nó tính là mép dưới của bánh nhau so sánh với lại lỗ trong của tử cung nha, mép dưới bánh nhau so sánh với lỗ trong của tử cung nó cách nhau bằng bao nhiêu hay là nó bít. Đây các chị nhìn cái nhau tiền đạo nè, đây là một cái nhau, đây là một cái nhau là nhau bám mép. Nhau bám mép có nghĩa là gì? Là cái mép bánh nhau nó vừa sát vô trong cổ tử cung. Nhau bám thì nó bám chặt vừa cách bản cổ tử cung. Nhau bám mép là sát cổ tử cung và nhau tiền đạo trung tâm là bánh nhau cổ tử cung. Nhưng mà cái này nói cho chị rồi, sau 34 tuần các chị mới xác định được nha. Chứ còn nếu giả sử mà nói trong khoảng từ 12-13 tuần với nhau bám qua cổ tử cung, cái đó không quan trọng. Thì mình nhận hờ bệnh nhau bệnh nhân. Còn bây giờ có bệnh lý bất thường nữa là nhau bông non. Nhau bông non thì các chị thấy là nó có những cái bông ở nhiều vị trí, nó bông ở dưới màng phổi nha, nó xuất huyết dưới màng phổi hoặc là xuất huyết dưới màng nhện hoặc là nó bông ở dưới bánh nhau. Vì theo mức độ nó rồi nước ối cũng là một thành phần quan trọng. Bình thường nước ối các chị thấy là khoảng từ 3 tức là 3 tháng rưỡi, khoảng từ 500 ml trở lên thì bất thường nó có đau ấy, hoặc là tiểu ối. Hôm trước tôi nói rồi, chúng ta sẽ đo cái khoang ối của nó và chúng ta tính bằng IMU có nghĩa là chúng ta sẽ đo cái bố khoang ối chúng ta cộng lại. Nếu mà nó nhỏ hơn thì bình thường của nó là từ 10 đến 14 là bình thường. Nếu mà nó lớn hơn 15 thì ta gọi là dư ối, 20-25 là đau ối. Và còn cái bất thường của các dư ối thì người ta đấy ối từ 8 đến 10 là coi như là ok được. Dưới 8 thì ta gọi là ối giảm, mà dưới 5 thì ta gọi là dư ối nha. Đây các chị nhìn đây. Tùy theo nếu mà chúng ta đo một khoang ối thì hai khi mà nó nhỏ hơn 2 thì ta gọi là dư ối, mà nó đo bốn khoang ối thì đây là phải lớn hơn 7 nha.
trốn vào bên trong đây là cái đau ấy nhiều nó bự hơn phần đường bụng nữa. Các chị nghĩ chúng ta đọc hình nha, chúng ta làm bài tập.